Tại lễ phát động thi đua hoàn thành ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào sáng nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu đưa công trình vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2025, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Công trình xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 3 hạng mục chính là nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Nhà ga T3 có công suất 20 triệu hành khách một năm, 7.000 hành khách một giờ cao điểm. Công trình khi hoàn thành sẽ nâng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách một năm. Thưa quý vị, 20 tháng để hoàn thành một nhà ga có quy mô 20 triệu hành khách một năm thì đòi hỏi một tiến độ thi công thần tốc. Đến thời điểm hiện tại thì dự án đã hoàn thành 81% khối lượng phần thô của dự án. Còn lại các công trình hạng mục thì vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và được thực hiện theo đúng với tiến độ đề ra. Với tinh thần nỗ lực vượt khó thì gần 2.000 kỹ sư cũng như là công nhân tham gia thực hiện dự án đã không quản ngại ngày đêm thi công xuyên suốt, làm sao để vừa đảm bảo đẩy nhanh tiến độ của công trình, vừa đảm bảo an ninh, an toàn với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Cái dự án này chúng tôi có những cái giải pháp quản lý riêng, quản trị là theo quá trình chứ không quản trị mục tiêu. Tức là 15 ngày là chúng tôi giao kế hoạch một lần. Sau đấy ngồi với nhau kiểm điểm xem ông có đạt tiến độ hay không. Không đạt thì 15 ngày tiếp theo ông phải bù cái khối lượng đó. Đấy, cho nên là tinh thần là toàn bộ công trường là rất là phấn đấu, hăng say thi đua lẫn nhau. Trước mắt là ngày 30 tháng 4 năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ cái phần bê tông cốt thép của nhà ga và đến tháng 10 năm nay sẽ thi công xong phần kết cấu thép, đến tháng 3 sang năm sẽ lắp xong các cái thiết bị cơ điện và thiết bị hàng không để chuẩn bị cho các cái công tác vận hành của dự án. Tiếp tục phát huy hơn nữa các cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo đẩy nhanh, thúc đẩy tiến độ của tất cả các cái hạng mục công trình để đưa các cái công trình vào hoạt động hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu đưa công trình vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2025, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Đây là nỗ lực của chủ đầu tư nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.